Về chất lượng của Ngọc Gia Ban thì anh thấy là nếu mà miền Bắc mình nhá, vâng, là số 1. Dạ. Số 1 đấy. Vâng. Bởi vì sao? Bởi vì vâng, các bạn làm được mấy điểm là các bạn Chào mừng các bạn đến với vlog của Ngọc Gia Ban. Mình là Thiên Đạt. Thì hôm nay mình rất là vinh dự khi được đồng hành cùng anh em phòng giao hàng lắp đặt trên ghế massage mới nhất thương hiệu Panasonic mang tên EPMA120 đến nhà anh Tuấn tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì chia sẻ với các bạn, khi mà nhận được cái gói hàng này thì Ngọc Gia Ban nói chung và anh em giao hàng nói riêng rất là háo hức, bởi vì sau 2 tuần chờ đợi từ Nhật Bản thì cuối cùng cái gói hàng đã đến với sân bay Nội Bài, và đến bây giờ thì cái gói hàng đang ở ngay sau chúng mình đây. Chiếc MA120 còn nguyên đai nguyên kiện. Như các bạn có thể thấy là cái cung đường giao hàng của anh em Ngọc Gia Ban đến nhà anh khách hàng tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay khá là đẹp. Có thể thấy là hôm nay thủ đô Hà Nội có một thời tiết khá là dễ chịu, bầu trời khá là trong xanh, cũng như là cũng không có nhiều cái trắc trở nào lắm. Thì theo cái dự tính của anh mình thì khoảng 4 giờ chiều nay thì Ngọc Gia Ban sẽ đến nhà anh khách và bàn giao lại chiếc ghế massage EPMA120 cho khách. Quá trình di chuyển gần tới nhà của anh Tuấn để giao cho anh chiếc ghế MA120 thì anh em đã đang được thưởng thức một cái đặc sản truyền thống của Hà Nội, đó là tắc đường. Và đây mọi người nhìn qua camera quay đây, thì mọi người nhìn qua anh phía của mình đây, thì anh đang ngủ đây rất thì như anh Đoàn đã nói thì rất là không may khi mà ba anh em chúng mình đang gặp cái tắc đường ở trên đường Vành Đai 3 Hà Nội, và hiện tại chúng mình đã chờ được khoảng 30 phút, nhưng mà bên phía anh Tuấn cũng đang rất là nôn nóng và gọi điện cho chúng mình khoảng 5 cuộc rồi. Tuy anh nhiên là điện liên tục cho nhân viên của Ngọc Gia Ban, anh bảo là tại sao mà mày đi từ sân bay Nội Bài về nhà tao có 20 cây mà sao mày mới tiếng đồng hồ thế. Tuy nhiên là anh em giao hàng Ngọc Gia Ban vẫn là rất là tích cực, rất vui vẻ đúng không? Rất là vui vẻ. Nếu anh thấy thế anh đi ngủ, anh ngủ thế cũng rất là cười tiếp. Sau khoảng hơn 30 phút chờ đợi tắc đường thì đoàn giao hàng ghế massage của Ngọc Gia Ban cuối cùng đã đến tới chung cư nơi mà anh Tuấn đang sinh sống. Thì hiện tại các bạn có thể thấy hai anh em giao hàng của Ngọc Gia Ban đang tháo dỡ hàng hóa từ trên xe xuống xe nhỏ để cho lên thang máy và mang tới phòng chung cư của anh Tuấn. Anh cho em phép, cho phép em gọi là lấy hình ảnh của chiếc này nhá, này bọn em cũng rất là háo hức mở cái này đấy. Vâng anh ạ. Này cái tủ bảo hôn ạ. À? Những chiếc đầu tiên đấy anh ạ. Ghế massage. Ghế này nó mới quá, đầu tháng 12 năm nay. Ngay khi Ngọc Gia Ban tiến vào chung cư thì anh Tuấn cũng đã tiếp đón anh em đoàn giao hàng của Ngọc Gia Ban rất là lồng hậu. Mặc dù gặp một số vấn đề về tắc đường và làm trễ hẹn giao hàng đối với cả khách hàng, nhưng mà có thể nói là anh Tuấn cũng đã rất là cảm thông cho anh em đoàn giao hàng của Ngọc Gia Ban. Bởi vì gia đình anh Tuấn đang sinh sống ở trên chung cư cho nên là anh em giao hàng của Ngọc Gia Ban phải sử dụng thang máy để vận chuyển thùng hàng ghế massage lên tận căn chung cư của anh Tuấn. Tuy nhiên là trong cái thời gian mà khảo sát cái diện tích của cái cầu thang máy thì có thể anh em Ngọc Gia Ban phát hiện ra rằng cái cầu thang máy nó lại quá nhỏ so với cái thùng hàng của anh em Ngọc Gia Ban. Thì vậy nên sau khi mà được sự cho phép của anh Tuấn thì anh em đoàn giao hàng của Ngọc Gia Ban đã tiến hành tháo dỡ chiếc ghế massage ngay tại chỗ. Và chỉ rất là nhanh thôi, cuối cùng thì anh em Ngọc Gia Ban đã tháo dỡ xong chiếc ghế
Và đây chính là thời khắc mà anh Tuấn và anh em giao hàng của Ngọc Japan rất là mong chờ. Chiếc ghế massage EPMA120 còn nguyên đai nguyên kiện, mới tinh. Còn bây giờ, Tiến Đạt xin mời các bạn khán giả cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc ghế massage này nhé. Có thể thấy là sau khi những chiếc túi ni lông bọc hàng được bóc ra thì cái thiết kế nổi bật của MA120 đang dần lộ ra. Một cấu trúc lối liền từ phần lưng cho tới phần hông. Và đây chính là cái thiết kế đột phá nhất của dòng ghế massage Panasonic năm 2023. Và hiện tại, anh em giao hàng của Ngọc Japan đã tiến hành tháo dỡ xong chiếc ghế và tiến hành mang chiếc ghế lên căn chung cư nơi mà gia đình anh Tuấn đang sinh sống. Nhìn về tổng quan của chiếc ghế này, MA120 mang trong mình một sự đẳng cấp và sang trọng, kết hợp với màu da, màu kem rất là huyền thoại, chắc chắn sẽ là một điểm nổi bật và tạo lên sự hoàn hảo cho không gian nội thất của bất cứ gia đình nào. Sau quá trình di chuyển chiếc ghế massage lên chung cư của nhà anh Tuấn thuận lợi, thì hiện tại anh em giao hàng của Ngọc Japan đang tiến hành lắp đặt hai bên cánh của chiếc ghế massage. Và cuối cùng thì chiếc ghế mà chúng ta đang rất là mong chờ đã được chính thức lắp đặt xong. Về trực quan, Tiến Đạt có thể thấy được là mẫu ghế massage đời mới nhất này từ Panasonic có chiều sâu và độ lớn hơn so với cả cái phiên bản gần đây nhất đến từ thương hiệu Panasonic MA103. Sân này, bản thân nó qua chụp 30 độ này, khởi động này là siết suốt này. Đây là đây bấm giãn này, đây thư giãn này. Đây xoa bóp này, đây xoa bóp này. Đây bấm huyệt này. Đây là cao giãn. Đây cái giãn. Trang này siết suốt này. Anh còn đọc cái này là siết suốt đúng không ạ? Chuẩn đấy. Tôi đọc từ lúc có về cơ. Tuấn đúng chuẩn trên ngành ở đây. Khi đã tiến hành lắp đặt xong và mời anh Tuấn ngồi trải nghiệm nóng chiếc ghế massage ngay tại chỗ, thì các anh em nhân viên giao hàng của Ngọc Japan đang ngồi sát kế bên là để hướng dẫn anh cách thao tác và sử dụng các chức năng massage chuyên nghiệp mà chỉ có chiếc MA120 sở hữu. Thì tuy nhiên, rất may mắn cho anh em nhân viên giao hàng của Ngọc Japan, thì như đã thấy trong video, anh Tuấn đã tìm hiểu và biết rõ cách sử dụng các chức năng massage chuyên nghiệp của ghế. Bởi vậy mà anh em nhân viên giao hàng của Ngọc Japan có nhiều thời gian để giao lưu hơn với anh Tuấn. Vâng, và những cái khác em lượn lượn xung quanh cũng phải tầm 136 rồi. Đúng rồi, giá ok đấy, anh thấy là rất ok đấy, rất hài lòng với dịch vụ bên anh. Vâng. Anh đã giới thiệu ít nhất là hai người mua. Vâng. Một anh tên là anh Cường ở Vinh. Vâng. Cũng là bạn anh. Anh Cường ở Vinh ạ. Cường ở Vinh. Vâng, ở Vinh. Đấy, đấy là bạn anh đấy, nó hỏi anh mua đâu, anh giới thiệu cũng gặp ra bạn em. Vâng. Hai là anh Minh ở chỗ Trung Hòa đây, giới thiệu mua đâu cũng là anh giới thiệu. Trong nào đến siêu ngọc tiền hoa hồng giới thiệu hai ông mua ghế rồi, bởi vì anh em uy tín là bảo hành nên là anh rất là tự hào để giới thiệu đấy. Vâng. Vâng. Bọn em đấy, bọn em đang theo đuổi đấy anh ạ. Bọn em cố gắng là dịch vụ nó tận nhà tận nơi. Anh em có cần anh thêm ý kiến thêm nữa để cho anh em thấy không? Về chất lượng của Ngọc Japan thì anh thấy là nếu mà miền Bắc mình nhá, vâng, là số 1. Dạ. Số 1 đấy. Vâng. Bởi vì sao? Bởi vì vâng, các bạn làm được mấy điểm này. Vâng. Là các bạn là đơn vị đầu tiên mà dám là bảo hành sâu nhất. Vâng. Thứ hai nữa là dám để cho người dùng chở 2-3 máy đến để cho người dùng chọn, đúng không? Vâng. Và không ưng các bạn rất là ok. Không vâng, nhiều đơn vị làm được thế đâu. Vâng. Thứ ba là anh em phụ rất là tận tình tại sao thế. Bởi ngày trước anh mua con này không phải bên Ngọc Japan nên nó bị hỏng. Mà anh nhờ Ngọc tư vấn cho anh thì Ngọc cũng cử một anh em đến. Vâng. Để hỗ trợ cho anh thì anh vâng, thấy là cái dịch vụ như thế thì Ngọc, anh chắc chắn là Ngọc đi rất là xa. Vâng. Có nghĩa là không phải mua máy của Ngọc, cái con này không phải mua máy của vâng, Ngọc, nhưng vâng, mà nó bị hỏng ở chân.
Vâng. Cái cậu đơn vị đấy cậu chưa làm được thì anh vâng. gọi nhận vâng. thì Ngọc đã cử một bạn nhân viên để xử lý cho anh. Vâng. Nhưng mà như nhỉ? Thì con máy này hôm đấy là anh lại xử lý được. Thế là anh mới lại gọi lại cảm ơn Ngọc. Với gần như kiểu là đối thủ cạnh tranh với nhau nhưng mà Ngọc làm thế là bao luôn cả đất nước luôn. Vâng. Vâng. Ok. Theo nước đi. Vâng. Anh sẽ giới thiệu rất nhiều anh em mua con máy đời cam này. Vâng. Cuối cùng, Tiến Đạt và anh em giao hàng của Ngọc Gia Ban đã tương đối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao hàng của ngày hôm nay. Ngọc Gia Ban kính chúc anh chị và đại gia đình luôn có một sức khỏe tốt, công việc làm ăn luôn thăng tiến và thuận lợi, luôn bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn anh chị.